Hello, xin chào toàn thể các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với kênh Yeuthiennhien Vlog của mình. Nếu đây là lần đầu tiên anh em ghé qua kênh của mình thì xin anh em xem video này, anh em xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và để đón xem những cái video mới, đón xem những cái chú chè than mới. Cũng xin được giới thiệu với những anh em mới ghé qua kênh của mình lần đầu. Kênh của mình là kênh chuyên về nuôi dưỡng, thuần dưỡng chim trích chòe than, trích chòe lửa, họa mi, khiếu. Và đặc biệt là thời gian gần đây, xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của các anh em trên mọi miền của Tổ quốc về chim chòe than. Vì vậy mà mình đã đi sưu tầm những em chòe than bổi, chòe than bánh tẻ, tuyển chọn những chú chim tố chất. Và mình khẳng định là tất cả những em chòe than ở trên kênh của mình đều là những em chòe than được bẫy đấu, và đều là những em tố chất được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Và tất cả những em chim của mình đang bán ở trên kênh là đều bao không tật lỗi trong 3 ngày đầu tiên kể từ khi các anh em nhận chim. Và các anh em cứ làm theo đúng hướng dẫn của mình trước khi nhận chim thì mình khẳng định là bao trong vòng 3 ngày không có tật lỗi. Sau đó mà anh em nuôi không cẩn thận để nảy sinh tật lỗi thì là chuyện sau 3 ngày. Thế còn bây giờ quay trở lại với em chòe than các bạn đang nhìn thấy đây. Đây là một em chòe mộc già rừng đã được khoảng 3 tháng lồng và đã ra giọng anh em nhé. Con này đã được khoảng 3 tháng lồng và đã ra giọng. Em này có bộ cau, cánh sệ và mình trường, đặc biệt là có cái đuôi rất dài và nhạy. Đấy, anh em có thể quan sát một em chòe than bộ cau, mình trường, cánh sệ gà tre, đuôi rất dài và cái đuôi là cực nhạy anh em nhé, cực nhạy, luôn luôn vảy tít. Dáng đứng thì rất là cao cầu, dáng đứng rất cao cầu. Đấy, anh em có thể quan sát cái đuôi vẩy tít, dáng đứng rất cao cầu, luôn vẩy. Tất nhiên là với những em chòe than bổi nó còn đang mới được khoảng 3 tháng lồng thì những em này thì không tránh được khi mỗi lần là có người đến gần, cách em nó khoảng 2 mét là em đã bắt đầu có hiện tượng nhảy rồi. Hay và khi đến gần thì em nó nhảy. Và cũng phải nói thêm với anh em là em này ấy, là ở chủ cũ người ta nuôi đấy, là người ta nhốt ở lồng nhốt mộc, lồng cũi đấy, nhốt mộc. Và người ta cũng gần như là đi vắng suốt ngày, không có người ở nhà, cho nên là em nó cũng chưa được dạn dĩ cho lắm. Tuy nhiên là đã được gần 3 tháng lồng rồi, khoảng 3 tháng lồng rồi thì em nó cũng đã khá là tự tin. Buổi sáng treo cao thì em nó cũng đã ra giọng, và giọng hót của chim rừng thì anh em biết rồi. Em này là mình khẳng định em này là có một giọng hót rất là hay, nhiều giọng và đảo giọng liên tục. Những lúc treo cao thì mình không quay được anh ạ, những treo cao không quay được, chỉ có hạ thấp xuống thì mới quay rồi. Mà những em như này hạ thấp xuống thì nó cũng còn nhát, nó chưa dám hót. Nhất là ở nhà mình nữa thì cũng đã để xuống thấp thì cũng có thể nó để chỗ tĩnh, chỗ vắng thì nó cũng hót, nhưng những lúc đấy thì mình cũng không biết. Thế còn giá của em này đấy thì mình cũng xin thông báo với anh em một chú chòe than bộ cau đã ra giọng khoảng 3 tháng lồng. Giá của em nó ra đi là 650k. 650k. Nếu anh em thật sự muốn đưa em nó về đội thì hãy nhấc máy alo cho mình. Nhấc máy alo cho mình. Và xin được nhắc lại là anh em còn quan tâm đến những chú chè than bổi đẹp thì chúng ta hãy ấn đăng ký kênh để được đón xem những cái video mới, những em chè than mới được tuyển chọn. Xin được trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.